À, xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài driver máy in Canon 2009 cho Windows 10 64 bit nha các bạn. Thì đầu tiên là các bạn sẽ kết nối máy in và máy vi tính bằng cái cổng cáp USB. Sau khi kết nối xong, thì các bạn lên trên máy tính ha. Các bạn click vào cái biểu tượng This PC, click chuột phải vào, chọn cái dòng dưới cùng Properties. Các bạn xem coi Windows mình đang lập phiên bản Windows mấy nha. Ví dụ ở đây là Windows 10 Edition, Windows 10 Raw. System File 64 bit nha các bạn. Vì vậy mình sẽ cài hệ điều hành Windows 10 bản 64 bit. Sau khi đã xác định được phiên bản của hệ điều hành máy vi tính. Và bây giờ các bạn sẽ mở công tắc nguồn của máy in lên nha các bạn. Các bạn mở control panel lên ha, vào trong device printer thì lúc này Windows sẽ tự động nhận một cái driver, nó sẽ tự động nhận driver như máy in nhớ các bạn. Để bạn lưu ý, driver này thường nhận vào thì nó sẽ của Windows nhận mà nó sẽ không có đầy đủ, là khi các bạn in nó sẽ một số trường hợp đó tự động nhận là in ra, nó in ra mã lỗi thì kia nhớ các bạn. Nói chung là hoạt động không ổn định, nếu các bạn in nhiều không chữ này kia ha, tốt nhất các bạn sẽ tải driver từ trên trang chủ của Canon. Các bạn có thể dùng nhiều trình duyệt web như là Google Chrome cấp cấp ha, mình sẽ cấp cấp luôn nha. Bạn vào Google, bạn sẽ gọi cái từ khóa là driver Canon 2009 Win 10 64 bit luôn nha các bạn. Rồi, nó ra là cái link đầu tiên các bạn thấy ha, Windows 64 bit luôn. LBB 2009. Rồi, các bạn chỉ click vào tải về thôi. Rồi, sau khi đã tải về được cái driver thì các bạn sẽ giải nén nó ra. Eject file. Ok. Các bạn mở lên ha. Thì có hai cách cài. Một là bạn cài theo kiểu setup, có file setup SE, các bạn click vào nó chạy nhanh hơn ha. Còn một đường nó là Adventer. Thế đây mình sẽ hướng dẫn các bạn theo cái cách setup này cho nó nhanh nha. Đơn giản nhất, bạn click chuột phải lên, lên Adventer. Rồi bạn có bấm nét Z. Mình kết nối bằng cổng USB nha các bạn. Chọn ha, Install with USB connection. Bấm nét. Bạn bấm Z, các bạn bấm nét Z luôn. Đây, nếu mà click chọn vào đây thì máy sẽ tự động, máy tính sẽ khởi động lại nha các bạn. Mình không click vào đây ha, mình bấm là Shift. Rồi đây, trong control này các bạn thấy không? Bây giờ đã có cái Canon LV29 rồi. Các bạn click chuột phải vào biểu tượng đó, các bạn vào Winter Properties. Tại vì thường sau khi cài đặt máy in xong đó, thì mọi người nên vào cái mấy cái tab này như General, Geekbench, một số cái phiên bản như các bạn tải về á, Paperside nếu nó không phải là A4 thì bạn chỉnh lại thành A4 ha. Ở đây nó là A4 rồi, ok nha các bạn. Một chỗ ha, General, Geekbench, nhiều chỗ nó tab Advanced, Windows Default. Ở đây đã được A4 hết nha các bạn, ok. Rất là đơn giản luôn các bạn. Mình sẽ để cái link cái driver Canon phiên bản 3.26 TB phía dưới video, các bạn có thể vào đó download cho nhanh nha. Bây giờ mình anh test thử cho mọi người xem ha. Đây, mình test bay. Đây, quá trình này anh máy anh nó chạy ra bạn thấy ha. Nó có hiển thị ra luôn rồi. Và đây là cái bản anh máy vừa lên nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình và đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, cũng như là không bỏ lỡ nhiều video khác. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.